Xin chào các em. Trong nội dung video này, thầy sẽ hướng dẫn các em cách tính lũy thừa modulo sử dụng định lý Euler. Không phải là mọi phép tính lũy thừa modulo đều sử dụng được định lý Euler, mà nó phải thỏa một vài điều kiện nhất định. Trước hết, chúng ta sẽ ôn lại cái định lý Euler. Định lý Euler cũng có một vài cách phát biểu, tuy nhiên chúng ta có thể phát biểu một cách đơn giản và nó ngắn gọn là như này. Nếu A và N là nguyên tố cùng nhau, thì A lũy thừa phi N mod n sẽ bằng 1. Như vậy cái giá trị phi n này chính là giá trị hàm Euler. Phi n chính là hàm Euler. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ xét cái ví dụ. Ví dụ 1. Giả sử chúng ta cần tính giá trị là A bằng 2167 lũy thừa 817 mod 356. Thế thì ở đây chúng ta nhận xét thấy là cái giá trị cơ số 2167 nó lớn hơn 356, nên là chúng ta sẽ thực hiện cái việc lấy số dư trước, 2167 mod 356 chúng ta tính được nó bằng 31. Từ đó chúng ta suy ra được là A nó sẽ bằng là 31 lũy thừa 817 mod 356. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nhận thấy một cái điều như sau. Thứ nhất, cái giá trị 356 ấy, chúng ta tính được ấy, nó sẽ bằng là 2 nhân với 178 và bằng là 2 nhân với 2 nhân với 89. Nói cách khác bằng là 2 lũy thừa 2 nhân với 89. Và 31 là số nguyên tố. Đấy, 31 là số nguyên tố. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là 356 không chia hết cho 31. Và điều này khẳng định là gì? 31 và 356 là hai số nguyên tố cùng nhau. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng định lý Euler để tính. Như vậy ở đây từ đó chúng ta khẳng định được một điều là ước số chung lớn nhất của 356 và 31 là bằng 1, tức là đây là hai số nguyên tố cùng nhau. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng định lý Euler. Để áp dụng định lý Euler thì chúng ta cần phải tính cái giá trị phi n, nói cách khác là phi của 356. Và đây nó chính bằng giá trị phi của 2 bình nhân với 89. Thì ở đây chúng ta tính được nó bằng là 2 bình trừ đi 2 nhân với 88. Và chúng ta tính được bằng 176. Như vậy, theo định lý Euler thì chúng ta sẽ có là ta có là 31 lũy thừa 176 mod 356 ấy, nó sẽ bằng 1. Cái này là định lý Euler. Định lý Euler phát biểu cái điều này. Đây. Như vậy,
Bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái giá trị chúng ta cần tính là 31 lũy thừa 817. Thì chúng ta sẽ tính là xét tiếp một cái ý nữa, đó là 817 chúng ta sẽ thấy nó sẽ bằng là 176 nhân với 4 cộng với 113. Như vậy từ đó chúng ta có được là 31 lũy thừa 817 thì nó sẽ bằng là 31 lũy thừa 176 tất cả lũy thừa 4 rồi nhân với 31 lũy thừa 132. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép mốt. Thì chúng ta sẽ có là từ đó suy ra là A nó sẽ bằng là 31 lũy thừa 817. Đấy, mốt 356. Thì cái này chúng ta thấy được nó chính bằng 1 rồi, theo định lý Euler. Như vậy nó sẽ chính là bằng 31 thì nó lũy thừa 113. 31 lũy thừa 113. Đấy, mốt 356. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ra được là bằng cách sử dụng định lý Euler thì chúng ta đã giảm được cái bậc nó xuống còn 113, nó sẽ giảm bậc đi. Điều này chúng ta sẽ áp dụng lại. Đến đây chúng ta sẽ áp dụng phương pháp tính mà thầy đã giới thiệu trong video trước. Cách làm là như sau, chúng ta tính y này. Chúng ta sẽ tính y với giá trị đầu tiên là 1, sau đó là 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nếu mà nhân đôi lên là 128, 128 lớn hơn 113 nên chúng ta không cần tính nữa. Bên cái cột này thì chúng ta chính là 31 lũy thừa y mốt 356. Thì chúng ta sẽ tính như sau. 31 mũ 1 mốt 356 bằng 31. 31 bình phương mốt 356 chúng ta tính được bằng 249. 31 lũy thừa 4 mốt 356 thì nó sẽ bằng 249 bình phương mốt 356 và chúng ta tính được bằng 57. 31 lũy thừa 8 mốt 356 nó sẽ bằng 57 bình phương mốt 356 và chúng ta tính được nó bằng 45. Tiếp theo chúng ta ngắt nó ra. 31 lũy thừa 16 mốt 356 nó sẽ bằng là 45 bình phương mốt 356 và chúng ta tính được bằng 245. 31 lũy thừa 32 mốt 356 nó sẽ bằng là 245 bình phương mốt 356 và chúng ta tính được nó bằng là 217. Tiếp theo chúng ta tính 31 lũy thừa 64 mốt 356 nó sẽ bằng là 217 bình phương mốt 356 và chúng ta tính được là 97. Như vậy là chúng ta đã xong những cái giá trị cần thiết để có thể tính được giá trị A. Chúng ta nhận thấy như sau. 113 thì nó sẽ bằng là 64 mà cộng với 49. Giá trị 49 này thì chúng ta sẽ bằng là 32 mà cộng với 17. Đấy, thế 17 thì nó lại bằng 16 cộng với 1. Đấy, sau đó chúng ta sẽ thấy là 31 lũy thừa 113 nó sẽ bằng là 31
Lũy thừa 64 nhân với 31, lũy thừa 32 rồi nhân với 31, lũy thừa 16 nhân với 31. Và chúng ta lấy hai cái vế này cùng mốt với à, 356 thì chúng ta thấy được cái giá trị này là đồng dư. A bằng thì nó đồng dư. Và chúng ta sẽ thấy là nó kết quả bằng là 31 lũy thừa 64 mốt 356 thì bằng 97. Đấy, chúng ta đánh dấu lại. 31 lũy thừa 32 mốt 356 chúng ta tính được là bằng 217. Đấy, nhân với 31 lũy thừa 16 mốt 356 thì bằng là 245. Và nhân với 31. Đấy, thế chúng ta tất cả mốt 356. À, các em lấy máy tính giá tính thì chúng ta tính được là 15. Như vậy ở đây chúng ta nhận thấy để có thể áp dụng được định lý Euler thì điều kiện cần và đủ ở đây nó chính là A và N là hai số nguyên tố cùng nhau. Chúng ta sẽ xét thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ 2. Cần tính là A bằng 4.334 lũy thừa 637 mốt 323. Thì ở đây chúng ta thấy được một cái điều là trước hết là chúng ta thấy là cái giá trị cơ số nó lớn hơn modulo thì chúng ta cũng sẽ giảm nó đi. 4.334 mốt 323 thì chúng ta tính được cái giá trị này á nó bằng là 135. Như vậy chúng ta có được là A nó sẽ bằng là 135 lũy thừa 637 mốt 323. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xét tiếp. 323 thì nó sẽ bằng là 17 nhân với 19. Thế còn 135 thì nó sẽ bằng là 5 này nhân với 27. Tức là bằng 5 nhân với 3 lũy thừa 3. Như vậy ở đây chúng ta thấy hai cái giá trị này nó không có ước chung nào khác một cả. Như vậy chúng ta khẳng định được là ước số chung lớn nhất của 323 và 135 ấy là bằng 1. Như vậy khẳng định hai cái giá trị này là nguyên tố cùng nhau. Từ đó chúng ta có thể khẳng định là có thể áp dụng được định lý Euler. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng định lý Euler. Vậy thì định lý Euler muốn áp dụng được thì chúng ta phải tính giá trị phi n, tức là giá trị phi của 323 tức là bằng phi của 17 nhân với 19. Đây là hai số nguyên tố, do vậy nó sẽ bằng là 16 nhân với 18. Và chúng ta tính được ở đây nó sẽ bằng là 288. Như vậy, theo định lý Euler thì chúng ta sẽ có là 135 lũy thừa 288 mốt 323 nó sẽ bằng 1. Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ giảm cái bậc này xuống bằng cách là nhận xét thấy là 637 á, thì nó sẽ bằng là
288 nhân với 2 và cộng với 61. Như vậy từ đó chúng ta có thể tính được đó là A sẽ bằng là 135 lũy thừa. À, xin lỗi, chứ cái này chúng ta chưa được mà chúng ta phải tính cái lũy thừa này trước. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được là 135 lũy thừa 3, 637 ấy, nó sẽ bằng là 135 lũy thừa 288 tất cả bình phương mà nhân với 135 lũy thừa 61. Nếu mà chúng ta tính A thì ở đây chúng ta sẽ lấy là mốt hai vế, mốt của cái 323 thì chúng ta sẽ có được cái điều là như này. Đây, bây giờ chúng ta A nó sẽ bằng cái giá trị này. Đấy, và chúng ta mốt 323. Như vậy chúng ta sẽ có được là giá trị này á, mốt 323 nó chính bằng 1. Do vậy nó sẽ đúng bằng A sẽ bằng là 135 lũy thừa 61 mốt 323. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải tính. Đến đây chúng ta bắt buộc phải tính bằng cách là sử dụng là lũy thừa. Lũy thừa theo hệ số cấp số 2. Như vậy chúng ta sẽ cần phải tính. Đến đây chúng ta sẽ bắt buộc phải tính bằng cách là theo cái cách thức mà thầy đã hướng dẫn trong video trước. Y và chúng ta 135 lũy thừa Y mốt 323. Như vậy chúng ta có 1 này, 2 này, 4 này, 8 này, 16 này, 32. Chúng ta sẽ dừng lại ở 32 bởi vì nếu mà nhân đôi lên nữa là 64, 64 vượt quá cái giá trị 61 này, chúng ta không tính nữa. Như vậy chúng ta 135 mà mốt 323 thì nó chính là 135. 135 bình phương mốt 323 thì chúng ta tính được là 137. Đấy, 135 mũ 4 mốt 323 nó chính bằng 137 bình phương mốt 323 và chúng ta tính được nó sẽ bằng 35. Hay chúng ta tạm ngắt cái này ra. 135 mũ 8 mốt 323 nó sẽ bằng 35 bình phương mốt 323 và chúng ta tính được bằng 256. 135 lũy thừa 16 mốt 323 nó sẽ bằng là 256 bình phương mốt 323 và chúng ta tính được bằng 290. Cuối cùng chúng ta tính là 135 lũy thừa 32 mốt 323 thì chúng ta sẽ tính được là bằng 290 bình phương mốt 323. Chúng ta tính được là 120. Đến đây là chúng ta đã có thể tính xong. Đến đây là chúng ta có thể tính được cái giá trị A. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xét về cái giá trị lũy thừa 61 thì nó sẽ bằng 32 cộng với 29 đúng không ạ? Đấy, sau đó là chúng ta lại 29 thì nó sẽ bằng là 16 cộng với 13. 13 thì sẽ bằng là 8 cộng với 5. Đấy, 5 thì sẽ bằng là 4 cộng với 1. Đấy, thì lưu ý là đây là những cái giá trị đệm các em làm ra nháp. Đấy, từ đó chúng ta sẽ có được là A sẽ bằng là 135 lũy thừa 61 ấy, thì nó sẽ bằng
135 lũy thừa 32 nhân với 135 lũy thừa 16 nhân với 135 lũy thừa 8 nhân với 135 lũy thừa 4 và nhân với 135. Đấy, bây giờ chúng ta lấy cái giá trị này mà mốt. À, thì chúng ta sẽ đổi cái này thành đồng dư thôi. Mốt 3.23. Thì như vậy chúng ta sẽ tính được nó sẽ bằng là gì? 135 lũy thừa 32 mốt 323 thì bằng 120. Hay chúng ta đánh dấu lại. Nhân với 135 lũy thừa 16 mốt 323 thì bằng 290. Chúng ta đánh dấu lại. Nhân với 135 lũy thừa 8 mốt 323 tức là bằng 256. Nhân với 135 lũy thừa 4 mốt 324 3 mốt 323 thì bằng 35. Sau đó là nhân với 28 đi rồi. Nhân với 135. Tất cả mốt 323. Các em dùng máy tính và chúng ta tính được kết quả này ấy, nó sẽ bằng 33. Như vậy thông qua hai ví dụ thầy đã hướng dẫn các em sử dụng định lý Euler để tính lũy thừa modulo. Tuy nhiên trên thực tế cũng có thể những lúc gặp những bài chúng ta không áp dụng được định lý Euler. Chúng ta sẽ thông qua một cái ví dụ cuối cùng trong cái video này, ví dụ 3. Đó là cần tính cái giá trị là 95 lũy thừa 783 mốt 323. Thế thì ở đây chúng ta nhận thấy là 95 thì nó đã nhỏ hơn 323 rồi, nên là chúng ta không giảm được nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có nhận xét xem nó có là nguyên tố cùng nhau hay không thôi. Như vậy chúng ta nhận thấy là 323 thì chúng ta thấy được nó bằng 17 nhân với 19. Thế còn 95 thì nó bằng là 5 nhân với 19. Như vậy ở đây chúng ta thấy là ước số chung lớn nhất của nó là bằng 19. Như vậy nó không phải là số nguyên tố cùng nhau, do vậy không áp dụng được. Từ đó suy ra là không áp dụng ước số chung lớn nhất của 323 với cả 95 ấy. Bây giờ nó là 19 cơ. Như vậy ở đây không áp dụng được. Định lý là vậy thì không áp dụng được định lý Euler thì chúng ta làm bằng cách nào? Như vậy chúng ta sẽ có hai cách. Có hai cách để làm. Cách một đó là sử dụng cái phương pháp mà thầy hướng dẫn trong video trước. Và cách hai, cái này tính lũy thừa thông thường. Cái này gọi là lũy thừa nhị phân. Cái phương pháp tính lũy thừa nhị phân là thầy đã hướng dẫn trong cái video trước và cũng trong các ví dụ 1, 2 của video này. Và trong cái ví dụ 3 này thầy cũng sẽ làm theo cách đó. Thế còn cách thứ hai là sử dụng định lý số dư trung hòa. Thế thì cách này làm như thế nào thì trong video sau thầy sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cái cách là sử dụng lũy thừa nhị phân. Đấy, cách làm như sau. Cách tính lũy thừa nhị phân. Thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là có hai cột là tính y
Sau đó là chúng ta dùng đến là 95 lũy thừa y 1 323. Thế thì y là các giá trị gì? Thì nó sẽ là 1 này, 2 này, 4 này, tức là các số sau nó bằng số trước nhân 2. 8 này, 16 này, 32 này, 64 này, 128 này, 256 này. Vậy thì chúng ta dừng lại khi nào? Chúng ta dừng lại khi mà cái giá trị nó lớn nhất mà nó nhỏ hơn cái lũy thừa chúng ta cần tính là 783. Như vậy chúng ta nhân đôi một lần nữa là 512, nó sẽ là chúng ta sẽ dừng. Bởi vì nếu chúng ta nhân đôi nữa thì lập tức nó lên 1000 và lớn hơn cái giá trị 783. Do vậy chúng ta sẽ dừng tại 512. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính 95 1 323 thì bằng 95. 95 bình phương 1 323 chúng ta tính được là 304. Tiếp theo là 95 lũy thừa 4 1 323 thì bằng là 304. 1 323 và chúng ta tính được ở đây bằng 38. 95 lũy thừa 8 sẽ bằng là 95 lũy thừa 8 1 323 sẽ bằng là 38 bình phương 1 323 và chúng ta tính được ở đây nó bằng là 152. Chúng ta ngắt cái để dễ nhìn. Tiếp theo chúng ta có 95 lũy thừa 16 1 323 nó sẽ bằng là 152 bình phương 1 323 và chúng ta tính được là 171. Tiếp theo chúng ta tính được 95 lũy thừa 32 1 323 thì chúng ta nó sẽ bằng là 171 bình phương 1 323 và kết quả này cũng bằng là 171. Như vậy tương tự như thế chúng ta tính được, bởi vì cứ bình phương lên thì nó lặp lại cái giá trị 171 ở đây. Như vậy là chúng ta đã tính xong cái bảng này, bảng lũy thừa nhị phân. Bây giờ chúng ta sẽ để ý cái nhận xét về cái số mũ là 783 thì chúng ta thấy nó sẽ bằng là 512 mà cộng với cái giá trị là 271. Vậy 271 nó lớn hơn 256 nên là chúng ta sẽ có là bằng 256. 271 sẽ bằng 256 mà cộng với 15. Như vậy 15 thì chúng ta thấy là nó lớn hơn 8. Như vậy chúng ta sẽ bằng là 8 cộng 17. Đấy. 7 thì sẽ bằng 4 cộng 3. 4 cộng 13 thì chúng ta sẽ 3 sẽ bằng là 2 cộng 1. Như vậy chúng ta thấy rằng 95 lũy thừa 783 sẽ bằng là 95 lũy thừa 512 nhân với 95 lũy thừa 256 nhân với 95 lũy thừa 8 nhân với 95 lũy thừa 4 nhân với 95 lũy thừa 2 và nhân với 95. Thế bây giờ A đấy, sẽ bằng là 95 lũy thừa 783 1 323 thì chúng ta sẽ tính được nó tương đương bằng là 95 lũy thừa 100 sẽ bằng là 95 lũy thừa 512 1 323 tức là 171 nhân với 95
Lũy thừa 256, mốt 323 cũng là 171. Hay như vậy chúng ta tính được hai này rồi. Bây đến 8 là 95. Lũy thừa 8 là mốt 323 tức là 152 nhân với 95 lũy thừa 4, mốt 323 là bằng 38, nhân với 95 lũy thừa 2, mốt 323 thì chúng ta 304 và nhân với 95, tất cả mốt 323. Và các em sử dụng máy tính tính ra được, chúng ta sẽ có được là 114 là kết quả. Như vậy trong cái nội dung này thầy đã hướng dẫn các em cách tính lũy thừa modulo. Với trường hợp chúng ta có thể sử dụng được định lý Euler hoặc là không. Trong trường hợp không áp dụng được định lý Euler thì chúng ta có hai cách làm, một là tính lũy thừa nhị phân, sau đó áp dụng để tính cái giá trị cần tính. Cách thứ hai là sử dụng định lý số dư trung hòa. Thế thì phương pháp sử dụng định lý số dư trung hòa như nào thì buổi sau thầy sẽ hướng dẫn.